Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Ba cây thuốc nam hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn cuối hiệu quả nhất. Đây là những cây thuốc, vị thuốc được rất nhiều bệnh nhân ung thư sử dụng và đã mang lại hiệu quả cực tốt. Ung thư là bệnh nan y, khoa học công nghệ phát triển nhưng thế giới vẫn chưa tìm ra một phác đồ điều trị hiệu quả hay một thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Khi bị ung thư, có nghĩa bệnh nhân đã đối diện với án tử hình. Tây y dường như bó tay với bệnh, hầu hết bệnh nhân ung thư khi đã chuyển sang giai đoạn cuối, khối u đã di căn thì đều bị bệnh viện trả về, khiến bệnh nhân và người thân vô cùng tuyệt vọng. Song không phải khi Tây y bó tay là bệnh nhân ung thư hết cách điều trị. Y học cổ truyền có ghi nhận một số bài thuốc, vị thuốc hiệu quả rất tốt với bệnh nhân mắc ung thư. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả một số cây thuốc, vị thuốc có hiệu quả cao và được nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sử dụng. 1. Cây bán chi liên. Cây bán chi liên hay cỏ đa niên, hoàng cầm dâu, một vị thuốc nam mọc nhiều ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là một vị thuốc được dùng nhiều trong y học cổ truyền, làm thuốc, sổ tiêu và tẩy độc. Chính tác dụng sổ tiêu và tẩy độc của cây bán chi liên mà ngày nay cây được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, giúp tiêu sổ u bướu. Bán chi liên thường được dùng kết hợp với cây bạch hoa, xà thiệt thảo và cây xạ đen, những vị thuốc có tác dụng tiêu khối u giới thiệu dưới đây. 2. Bạch hoa xà thiệt thảo. Cây bạch hoa xà thiệt thảo, một vị thuốc mọc hoang rất nhiều ở hầu hết các vùng miền trên cả nước. Cây mọc nhiều ở những nơi có độ ẩm cao như chân tường, ven hàng rào và ngoài bờ ruộng. Là vị thuốc có tác dụng lợi niệu, tiêu ung thư u bướu, giải thuốc cho cơ thể. Do vậy, dân gian thường dùng cây bạch hoa, xà thiệt thảo kết hợp với bán chi liên và cây xạ đen, một vị thuốc có tác dụng sổ tiêu chất độc để làm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Ba vị thuốc bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo và cây xạ đen tỏ ra vô cùng hiệu quả khi kết hợp với nhau. Y học cổ truyền Trung Quốc liệt kê các vị thuốc này là những vị thuốc đầu bảng trong thuốc nam hỗ trợ điều trị ung thư nổi tiếng ở Trung Quốc. 3. Cây xạ đen. Xạ đen là cây thuốc nam được sử dụng trong phạm vi nhân dân. Y học cổ truyền có ít thông tin về cây xạ đen, nhưng nó lại là một vị thuốc được lưu truyền và sử dụng trong đồng bào người Mường, Hòa Bình từ hàng trăm năm trước và có tên là cây ung thư. Một số bệnh nhân ung thư có sự chuyển biến rõ rệt sau khi sử dụng bài thuốc cây xạ đen từ một bà mế người Mường. Thông tin đấy đã thu hút nhiều nhà khoa học. Năm 2002, sau nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng về cây thuốc này, giáo sư Lê Thế Trung, nguyên giám đốc Học viện Quân y, đã được nhà nước công nhận công trình nghiên cứu về cây xạ đen và hiệu quả điều trị bệnh ung thư. Công trình nghiên cứu của giáo sư Trung từ đó đến nay đã mở ra nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư. Hiệu quả điều trị của các vị thuốc trên thế nào? Được mệnh danh là những cây thuốc cứu đời người, ba cây thuốc trên đã giúp rất nhiều bệnh nhân ung thư kéo dài thời gian sống, đặc biệt có những bệnh nhân thoát khỏi được căn bệnh quái ác. Sau đây là dẫn chứng cụ thể. Dẫn chứng 1. Cách đây không lâu, ông Nguyễn Xuân Hảo, sinh năm 1957, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã thoát khỏi căn bệnh ung thư vòm họng hành hạ trong 4 năm trời nhờ sử dụng bài thuốc gồm hai vị bán chi liên và bạch hoa xà thiệt thảo. Ông đã có thời gian tuyệt vọng. Một hôm có người bạn mách súng hai cây thuốc này sắc uống. Ông đã mua về uống liên tục trong 2 tháng thì thấy sức khỏe khá lên nhiều. Vậy là suốt thời gian 4 năm từ khi bị bệnh viện trả về năm 2011 đến nay, ông vẫn mạnh khỏe. Đi bệnh viện kiểm tra thì thấy khối u không có dấu hiệu phát triển thêm, chứng tỏ bài thuốc trên đã có hiệu quả và không phải cứ căn bệnh bị bệnh viện trả về là người bệnh hết cách điều trị. Dẫn chứng 2. Ông Phạm Văn Bài ở thôn Thị Đức, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về. Sau khi sử dụng bài thuốc nam gồm cây xạ đen, cây bán chi liên và cây bọc hoa xà thiệt thảo với đầu vị là cây xạ đen, 2 tháng sau dùng thuốc liên tục, ông bắt đầu ăn ngủ được, thể lực khá hẳn. Ông đi kiểm tra tại bệnh viện ca, thấy kích thước khối u giảm so với thời điểm chưa dùng bài thuốc cây xạ đen. Đây chỉ là hai dẫn chứng nhỏ về việc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã được điều trị hiệu quả nhờ áp dụng sử dụng cây thuốc nam. Đó chính là kinh nghiệm quý mà chúng ta nên phổ biến cho những bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân giai đoạn cuối. Khi người bệnh đang đối diện với sự sống, cái chết mà không biết sử dụng giải pháp nào để điều trị. Nếu thấy video có ích, các bạn hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè mình biết nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.